Dạ vâng, bản tin tiếp theo là bên trong nhà máy hạt nhân của Ukraine do Nga kiểm soát như thế nào? Đó là câu hỏi lớn. Không có nhiều dấu hiệu cho thấy chiến sự xảy ra tại nhà máy hạt nhân Zaporizhia lớn nhất của Ukraine, nơi mà từng gây lo ngại về thảm họa hạt nhân. Ngoài một khu nhà bị cháy xém, phần lớn nhà máy năng lượng hạt nhân ở miền nam Ukraine gần như không chịu ảnh hưởng bởi những cuộc giao tranh cách đây 2 tháng. Quân đội Nga cho phép các phóng viên quốc tế tiếp cận địa điểm này ngày hôm qua. Nhà máy Zaporizhia, trong chuyến thăm của truyền thông quốc tế hôm ngày 1 tháng 5, và họ đã tuân thủ mọi quy định an toàn về hạt nhân, ống xạ và môi trường. Tướng Valery Vahesi là quan chức lực lượng phòng hóa, sinh học và hạt nhân của quân đội của Nga cho hay mặt tiền của trung tâm đào tạo bị cháy hồi tháng 3 vẫn ám khói màu đen và nhiều cửa sổ bị vỡ vụn, nhưng không có dấu hiệu hư hại nào ở khắp nhà máy. Các binh sĩ của Nga đóng quân tại khu vực này không có vẻ lo ngại và không mặc quân phục để bảo hộ vấn đề phóng xạ. Mọi thứ đều có vẻ được tạm yên ổn. Cư dân và công nhân nhà máy hoạt động hạt nhân đều an toàn. Mọi điều kiện thuận lợi đang được duy trì và họ có thể làm việc để bảo đảm an toàn cho nhà máy. Nó sẵn sàng để có thể bán điện cho Âu Châu. Thị trưởng của thành phố Andagoda với 50.000 dân gần đó tên là Andrei Starovichich đã cho hay nhà máy sở hữu 6 trong tổng số 15 lò phản ứng hạt nhân trên toàn lãnh thổ của Ukraine, là nơi sản xuất 19% lượng điện của nước này trong năm 2020. Đây là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của châu Âu. Lực lượng Nga đã giành được địa điểm này sau khi một cuộc giao tranh đầu tháng 3. Giới chức Ukraine trước đó đã thông báo nhà máy điện hạt nhân bị cháy sau khi lực lượng của Nga bắn nhiều loạt đạn vạch đường về phía cơ sở này. Nhưng không xảy ra rò rỉ phóng xạ và hỏa hoạn cũng được kiểm soát sau vài giờ. Đó là cái phước chung của người Âu Châu, nếu mà những loạt đạn đó, những cái quả tiễn đó mà trúng những cái nơi mà nó rò rỉ phóng xạ thì nó trở thành một cái điểm nguy hiểm giống như năm 1988. Cái nhà máy này cũng đã bị rò rỉ khiến cho cả châu Âu phải ở trong một cái khốn khổ.